chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hà Thành Ca HPK. Tiếp tục cập bến với cả nhà, đó chính là một mẫu sản phẩm SUV gầm cao 7 chỗ Toyota Fortuner phiên bản 2.7 AT, máy xăng sản xuất 2017. Và đây là form mới các bác nhá, đã có cân bằng điện tử đầy đủ rồi. Và mức tài chính chỉ loanh quanh khoảng hơn 700 triệu thôi. Hơn 700 triệu thì chúng ta sẽ chưa mua được một chiếc Fortuner số sàn sản xuất 2018. Tuy nhiên lại sở hữu được một chiếc xe số tự động cho cảm giác lái bốc, thể thao, đặc biệt là rất là khỏe và không có mùi như chiếc Toyota Fortuner máy xăng này. Và hiện tại chiếc xe này là tư nhân một chủ từ mới và chạy zin 58.000 km, có màu ngoại thất là màu đen và màu nội thất bên trong là màu nâu kết hợp với màu đen các bạn nhé. Phía đầu xe thì chúng ta sẽ có thiết kế của form mới, cụm lưới tản nhiệt gồm 3 thanh mạ chrome cực kỳ là thể thao và 2 thanh mạ dọc, trông chiếc xe trở lên hầm hố hơn rất là nhiều. Và hai mắt đèn là mắt bi LED các bác nhá, cho cái ánh sáng rất là lớn. Sang phía thân xe thì chúng ta có cái thiết kế mui bay trên phiên bản Toyota Fortuner này. Thông qua đó là một cặp mâm phay xước hai màu lên tới 17 inch. Và dàn lốp nguyên bản theo xe Bridgestone các bác nhá, lốp vẫn còn rất là dày. Gương chỉnh điện, cục điện và gập điện tích hợp xi nhan LED ở trên gương. Kèm theo đó là khoảng sáng lên tới hơn 20cm và bậc bước chân cực kỳ là chắc chắn luôn các bác ạ. Chúng ta có thiết kế thanh nẹp ngóc ở bên trên nhá, giúp chiếc xe trở lên rất là trường xe và thể thao. Lắp phía hàng đuôi xe thì chúng ta sẽ thấy nổi bật lên đó là tông màu mạ chrome, dòng chữ Fortuner logo to bản và hai cụm đèn hậu dạng LED, 4 cảm biến phía sau, camera lùi và một dung tích cốp phải nói là cực kỳ rộng rãi luôn. Bác chủ rất là ít khi đi hàng ghế thứ ba khi mà ngồi lên, các bác thấy không? Rất là mới này. Đó, và khi mà gập dựng đứng lên thì chúng ta sẽ tạo một cái không gian dung tích cốp lên tới gần 600 lít các bác nhá. Bác chủ cũng đã trang bị thêm trải sàn da, dán phim và cái lớp lót phía cốp rất là đẹp và sạch các bác ạ. Chúng ta cùng ra khoang nội thất để xem sau khoảng 6 năm sử dụng thì còn lại những gì các bác nhá. Vào trong hàng ghế lái thì chúng ta sẽ thấy được nổi bật là tông màu đen kết hợp với bộ ghế da màu nâu da bò, phải nói là rất là xịn sò các bác ạ. Chúng ta có ghế lái chỉnh điện 8 hướng này, Dano start top các bác nhá, rất là xịn sò luôn. Điều hòa tự động 2 dàn lạnh, phải nói là điều hòa của Toyota thì lúc nào cũng mát rất là sâu rồi. Kèm theo đó là chúng ta sẽ có được cần số được bọc da này, hộp số tự động 6 cấp, hai chế độ lái Eco và Power. Eco giúp cho chúng ta đi đô thị tiết kiệm, hay là Power Mode giúp chúng ta tải khỏe hơn khi đi đầy đủ full tải mọi người nhá. Bác chủ cũng đã lên màn hình OLED này 10,1 inch và một chiếc camera hành trình Việt Map rất là xịn sò. Chúng ta vẫn có được cái khay để cốc này, ngăn nằm lạnh nhá. Và một cái hộp chứa đồ rất là xịn sò. Bác chủ phải nói là rất là giữ gìn chiếc xe các bác ạ. Đi 59.000 km zin nhá. Trên vô lăng thì chúng ta sẽ có vô lăng 4 chấu thể thao này, bọc da và có tích hợp lẫy chuyển số trên vô lăng, rất là xịn sò luôn. Lên xuống kính auto một chạm. Và sau khoảng 6 năm sử dụng, như các bác có thể nhìn cái nội thất của xe nhá. Thông qua cái bệ tỳ tay này hay là ghế này, tay ghế vẫn còn rất là đẹp luôn. Gần như là người ngồi ở phía bên phụ này rất là ít này. Đa phần là bác chủ ngồi bên phía lái này thôi. Đó, ghế có hơi bị xẹp một chút, chắc là cũng thuộc U80 cân các bác ạ. Và cùng em Nghĩa ngồi rất thoải mái ở hàng ghế trước và ra hàng ghế phía sau để xem chiếc xe này có được rộng rãi hay không nhá. Bước vào hàng ghế thứ hai thì các bác phải thấy được Toyota Fortuner luôn làm được điều đó. Chiếc xe phải nói là có cái không gian ngồi rất là rộng rãi. Chúng ta có thể gập ngả ghế thêm được 8 độ nữa các bác nhá. Tạo lên một cái không gian ngồi rất là rộng rãi luôn. Có bệ tỳ tay này, khoảng sáng chân và khoảng sáng chân rất là rộng. Chúng ta có cổng sạc nhanh hay là điều hòa tự động ở phía sau nhá. Đây, rất là tiện lợi và cũng rất là rộng rãi. Phải nói là bác chủ cực kỳ là giữ gìn luôn. Sau khoảng phải nói là hơn 6 năm, gần 7 năm sử dụng, nhưng mà ghế vẫn còn rất là mới. Và hiện tại Hà Thành Ca đang chào bán chiếc xe này với mức giá hơn 700 triệu một chút thôi các bác nhá. Bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ em để chốt đơn. Chiếc xe này thì hiện tại xem xe sẽ trực tiếp tại 279 Phạm Văn Đồng. Và cảm ơn quý anh chị một lần nữa. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện thoại hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.